Xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm món bánh ít gân lá cẩm và cách mình chia sẻ tới mọi người làm thì cũng rất là đơn giản thôi. Và để làm cái món bánh ít gân này thì mình chuẩn bị ở đây là 400 g bột nếp. Mình sử dụng bột nếp để mình làm nha. Và 100 g đậu xanh, 100 g dừa nạo, 200 g khoai môn để mà mình làm gân á, và 150 g đường, 150 ml nước lá cẩm. Dầu ăn thì mình sẽ sử dụng là nửa chén, và thêm 2 muỗng canh bột năng, 100 ml nước lạnh. Và cái nguyên liệu chính không thể thiếu đó chính là lá chuối. Ở đây mình có chuẩn bị lá chuối nè. Thì lá chuối mình sẽ chia ra làm hai, một miếng mình gói ở trong và một miếng mình gói ở ngoài nha. Thì miếng ở trong cả nhà lấy một gang tay mình đo là được. Còn cái miếng để mà mình áo ở ngoài thì sẽ khoảng tầm hơn một gang tay của mình như vậy. Rồi bây giờ mình để qua một bên, để một lát để mình gói. Nếu yêu thích món ăn nào thì cả nhà hãy comment ở bên dưới cho mình biết nha. Và cả nhà khi xem video hãy cho mình một like, một đăng ký để kênh của mình phát triển hơn và để nhận những cái video mới nhất từ kênh của mình. Thì bây giờ mình cùng bắt tay vào làm thôi. Đầu tiên mình cho đậu vào trong nồi để mà mình nấu. Thì đậu này mình đã ngâm được 2 tiếng rồi nha. Mình cho nước vô để mình nấu. Thì nấu cách này mình sẽ cho ít nước thôi. Nấu cách này rất là nhanh luôn. Và khi nấu thì cả nhà cho vô một miếng muối trắng. Thì bây giờ mình bắt lên bếp để mà mình nấu. Đậu mình nấu đã chín rồi này cả nhà. Thì mình cho vô là 50 g đường. Mình đảo đều. Đảo cho đậu nó nát hơn một chút và sánh lại thì mình tắt bếp nha. Muối lúc nãy mình đã cho rồi nên là mình sẽ không cần cho nữa. Đậu đã sánh như vậy thì mình cho cái phần dừa nạo vô nha. Dừa mình sử dụng là dừa rám vỏ, và nếu cả nhà không mua được dừa rám vỏ thì mình có thể sử dụng bằng dừa khô cũng được. Dừa người ta sấy khô á. Rồi bây giờ thì mình tắt bếp nha. Khi đậu đã nấu chín thì bây giờ mình đi rang khoai môn nha. Cả nhà không rang thì mình có thể đem đi phơi nắng. Nhưng mà mình rang thì sẽ nhanh hơn. Mình bật bếp lên, mình cho với lửa nhỏ thôi. Mình đảo từ từ cho phần khoai môn này nó khô, nó hơi héo lại thì mình tắt bếp. Khoai môn mình đã rang cho nó héo như vậy rồi thì mình tắt bếp nha. Để một lát nữa mình cho vào bột mình nhồi sẽ dễ hơn. Đậu nấu xong thì bây giờ mình thắng tới nước đường nha. Mình cho 150 g đường và 100 ml nước vào trong nồi. Bây giờ mình nấu sôi lên để cho tan hết đường ra. Đường thì mình sẽ dằn vô một chút xíu muối để cho có cái vị ngọt đậm đà hơn. Và nhồi bột thì mình sẽ nhồi bằng nước đường sôi này nha cả nhà. Bây giờ mình tắt bếp và đi nhồi bột nha. Mình chuẩn bị một cái thau sạch và cho hết 400 g bột vào trong thau. Cho vào luôn là 2 muỗng canh bột năng. Cho bột vô xong thì mình cho cái phần khoai môn vô luôn. Mình trộn đều lên. Tiếp theo mình cho nước lá cẩm vô từ từ nha. Sử dụng nước lá cẩm thì tới lúc mà mình gói bánh, hấp bánh xong á thì bánh nhìn rất là đẹp mắt và ngon. Bây giờ mình cho nước đường từ từ vô. Cái này mình sử dụng nước nóng để mà mình nhồi. Nếu như mà mình nhồi bằng nước lạnh thì bột sẽ bị chảy. Mình cho từ từ và mình đảo lên. Bây giờ bột đã thành khối rồi thì mình dùng tay để mà mình nhồi. Trước khi nhồi thì mình nên vệ sinh tay sạch nha cả nhà. Mình nhồi từ từ cho bột thành khối và cũng tùy theo cái loại bột mà mình cho nước nha. Nó lên được cái màu tím trông rất là đẹp mắt rồi nè. Bây giờ bột mình đã nhồi xong rồi và mình kéo dẻo như vậy. Thì cái phần bột này mình sẽ không có nhồi cho quá khô nha.
mình phải nhồi cho hơi mềm một tí. Cả nhà kéo ra như vậy thì bột đã đạt, thì mình để đây cho bột nghỉ tầm 10 phút. Trong cái thời gian đó thì mình sẽ đi vò cái phần nhân này. Bây giờ mình vò nhân thì mình sẽ lấy một ít đậu xanh và mình vò. Nhân thì mình sẽ nhồi tầm khoảng bao nhiêu đây là được nha cả nhà. Khoảng tầm này thôi. Mình cho vào trong đĩa. Thì nhân này mình sẽ không làm quá khô. Mình làm vừa phải thôi. Bây giờ thì mình vò tới khi nào hết cái chỗ nhân này thì thôi nha. Nhân thì mình cũng đã vò xong rồi, thì mình chuẩn bị để mà mình nắn bánh. Thì mình cũng chuẩn bị ở đây là nửa chén dầu, mình cho vào một cái đĩa. Để bánh nắn xong thì mình sẽ cho qua bên đĩa để bánh không có bị dính nha. Mình lấy một viên bột vừa phải như vậy. Mình cho nhân vô. Cái cách làm bánh ít này thì có rất là nhiều kiểu làm, nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cách đơn giản nhất. Rồi, mình cho qua bên cái dĩa dầu nè, mình lăn qua lăn lại để cho bánh ít nó không có bị dính vào nhau, để một lát nữa mình cho vào lá chuối mình gói. Rất là đơn giản luôn. Mình lại lăn qua. Mình làm tới khi nào hết bột thì thôi nha. Giờ mình bắt đầu gói nha cả nhà. Thì mình sẽ thoa một lớp dầu ăn lên trên miếng lá chuối nè. Tại vì bánh ít này thì sẽ rất là dính luôn, nên là mình phải thoa một lớp lá chuối như vậy. Mình bẻ cái miếng lá chuối lại và mình quặn lại nha. Cả nhà cũng chuẩn bị một cái kéo, tại vì bánh ít thì mình sẽ cái cách mình làm á thì không có danh lá chuối, mình để cái miếng lá chuối tự nhiên luôn. Thì bây giờ mình cho cái phần bánh vô. Mình để vô, cái này làm hai người thì sẽ nhanh hơn nha. Mình bẻ cái miếng lá chuối lại. Tại vì làm á mình không có danh nên là cái phần lá chuối này nó sẽ hơi dài một chút xíu. Thì khi nào mà mình làm xong á thì mình sẽ áo một lớp ngoài nha, tại vì bây giờ tay mình dính dầu và mình làm luôn cái lớp ngoài á thì phần lá chuối nhìn sẽ không được đẹp. Đó, mình xếp góc lại và mình cuộn lại hình như một cái phễu vậy đó, rồi mình lấy cái miếng lá chuối ở trong này nè, mình dạch ra như vậy thì sẽ không có còn cái khoảng trống ở bên trong nữa. Thì mình cho bánh vô mới không có bị sợ chảy ra ngoài nha. Cái này làm hai người thì sẽ nhanh hơn, nhưng mà mình làm có một mình thì hơi lâu một chút. Rồi mình bẻ gập xuống như vậy và mình sẽ làm tương tự. Mình đã gói xong hết rồi nè cả nhà. Bây giờ mình áo một cái lớp áo ở ngoài nha, thì mình để cho cái bề sống của lá chuối ra ngoài. Mình để bánh ít xuống. Mình lấy một cái miếng lá chuối như nè, dài hơn một chút nha, đây, để cho nó che được cái đít á, thì mình cố định lại. Rồi mình xếp từ từ vô, mình xếp thành hai cuộn và hai bên mình cũng làm tương tự như vậy luôn. Gói cái này thì cũng rất là đơn giản thôi, không có gì mà cầu kỳ hết nha. Rồi, thì bây giờ mình ớp cái này vô. Còn cái phần đít này nè, thì mình nhét vô trong đây nha. Đây, cái phần lá chuối dư thì mình nhét. Mình cố định. Như vậy là mình đã xong được một cái bánh ít đầu tiên rồi nè cả nhà. Rất là đơn giản và dễ gói luôn. Cả nhà làm cái cách này mình không có phải cần cắt lá chuối cầu kỳ, và làm cái này thì lại rất là nhanh nữa. Mình bẻ lại. Cái nào dư á thì cả nhà có thể dùng kéo mình cắt đi.
hoặc là mình nhét vào trong này. Mình nhét vô thì cái bánh ít nó sẽ chặt hơn và đẹp hơn. Cái này dư hơi nhiều nên là nhét vào nó cũng hơi khó. Rồi. Như vậy mình đã xong được ba cái rồi. Như vậy là mình cũng đã gói xong bánh ít rồi nè cả nhà. Thì với 400 g bột nếp mình có thể gói ra được 12 cái bánh ít nha. Thì bây giờ mình chuẩn bị đem đi hấp. Bây giờ mình cho bánh vô trong xửng để mà mình hấp nha. Thì khi hấp bánh cả nhà nên để bánh cái đầu nhọn nó cúi xuống như vậy. Để khi hấp thì bột sẽ chảy xuống, bánh trông sẽ đẹp hơn. Bây giờ thì mình đã xếp xong vào trong xửng rồi, bây giờ mình đem đi mình hấp nha. Nước đã sôi rồi, mình cho bánh vô mình hấp. Thì mình hấp bánh ít này, mình sẽ hấp với lửa hơn trung bình nha. Và mình hấp trong vòng thời gian là 40 phút, bây giờ mình đậy nắp lại. Bánh mình hấp được 40 phút và mình cũng đã nhắc xuống dưới bếp rồi nè cả nhà. Thì bây giờ mình để cho bánh nguội thì mình sẽ lấy ra cho cả nhà xem thành quả nha. Khi hấp thì nước cái lá chuối này rất là dễ bị bung ra luôn. Thì cả nhà nếu mà muốn đẹp thì khi nào nguội mình có thể gói lại nha. Rồi bây giờ mình để đây cho bánh nguội. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh ít gân lá cẩm rồi cả nhà. Thì bây giờ bánh cũng đã nguội rồi. Mình lấy ra một cái, mở ra cho cả nhà xem nha. Bánh có màu tím rất là đẹp mắt nha cả nhà. Và có những cái đường gân của khoai môn nè. Do mình hấp cái lúc mà mình để xuống á, thì ở trên đầu nó được nhọn như vậy. Nhìn cái bánh rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ mở thêm một cái nữa. Đây là cái thứ hai, rất là đều nhau. Bây giờ mình ăn thử một miếng nha. Bánh có màu tím nhìn rất là đẹp mắt luôn. Bánh rất là dẻo và dai luôn nè cả nhà. Đây đậu xanh nhưng dừa nha. Ở ngoài tím, ở trong thì vàng. Bánh rất là ngon nha cả nhà. Cái độ ngọt cũng vừa phải. Và đậu xanh thì rất là bùi. Và có dừa thì lại béo nữa. Và có cái vị thơm nhẹ của lá cẩm. Và để bảo quản bánh ít này ăn ngon hơn và lâu hơn, thì khi hấp xong mình có thể để ở ngoài ăn được 2 ngày. Và để vào trong tủ lạnh ngăn mát thì mình có thể ăn được 1 tuần nha. Và nếu muốn ăn lâu hơn thì cả nhà cho vào ngăn đá thì mình có thể sử dụng được tới 2 tháng. Với cách bảo quản này thì mình có thể ăn bánh được lâu hơn. Thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây nha. Nếu cả nhà yêu thích video này thì hãy like cho mình và đăng ký nhé. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.